Bát Nhã Ba La Mật Đa. Bồ Tát Quán Tự Tại khi thực hành pháp thâm sâu Bát Nhã Ba La Mật Đa, soi thấy năm uẩn là không, vượt hết mọi khổ ách. Bốn câu trên chính là tinh yếu của tâm kinh, nay lược giảng như sau. Quán tự tại nghĩa là hồi quang phản chiếu, tự quán xét mình tự tại hay không tự tại, nói khác là có ở đây hay là không ở đây. Nếu như tự tại, có ở đây, tức tâm không chạy đi đâu để rong ruổi, không đuổi theo các thứ duyên. Nếu như không tự tại, không ở đây, tức tâm tán loạn, vọng tưởng rối bời, nếu quá đáng có thể đưa tới tình trạng khủng hoảng thần kinh. Tâm lúc nào cũng tìm cơ hội, mong mọi người đến cúng dường. Nếu có những vọng tưởng như vậy, quý vị sẽ không tự tại. Còn như Bồ Tát thì mọi hành vi đều hướng tới lợi ích của chúng sanh, coi đó là mục tiêu duy nhất, tuyệt đối chẳng vì lợi ích của chính mình. Ý hướng của kẻ phàm phu chúng ta thì ngược hẳn lại, tất cả đều nghĩ tới lợi ích của chính ta mà không phải vì lợi ích cho người. Bất cứ làm một công chuyện gì, trước tiên phải tính thử xem có lợi cho mình hay không, và khi thấy có lợi mới hành động. Đó chính là sự biểu hiện của lòng ích kỷ, tự lợi. Bởi đâu mà thế giới chẳng được hòa bình? Chính vì nguyên do đó, quý vị tranh tôi đoạt, không có sự tương nhượng lẫn nhau, từ đó mới có chiến tranh, gây nên những cảnh nước mất nhà tan. Vị Bồ Tát này thực hành pháp thâm sâu Bát Nhã Ba La Mật Đa, từ thời vô thủy đến nay, đời đời kiếp kiếp đều thực tập pháp thâm sâu này, không có lúc nào gián đoạn. Tu pháp Bát Nhã thâm sâu tức là: một, không có tâm kiêu ngạo, bởi kiêu ngạo là ngu si. Hai, không có tâm tự mãn, bởi tự mãn là ngu si. Ba, thường có tâm hổ thẹn, tàm quý, không có tâm hổ thẹn tức là ngu si. Bốn, không sanh tâm đuổi theo các duyên, tâm phan duyên, bởi nếu để tâm rong ruổi theo duyên tức là ngu si. Năm, không sanh tâm sân hận, bởi có sân hận là ngu si. Sáu, không sanh tâm điên đảo, bởi tâm điên đảo là tâm ngu si. Chúng ta là những người tu hành, phải coi sáu loại tâm đó như là những tiêu chuẩn, hầu có thể xét đoán những hành động của chúng ta có đúng với pháp hay không. Nếu đúng thì hành động của ta là trí huệ, nếu sai thì là ngu si. Cũng có thể nói rằng siêng năng tu giới định huệ, dập tắt tham sân si tức là trí huệ. Không tu giới định huệ, không diệt tham sân si là ngu si. Trí huệ và ngu si khác nhau là ở những điểm đó. Phải thực hành pháp Bát Nhã thâm sâu mới có thể soi thấu 50 loại cảnh giới ấm ma trong năm uẩn. Trong sắc uẩn có 10 loại ấm ma, trong thọ uẩn có 10 loại, trong tưởng uẩn có 10 loại, trong tưởng uẩn có 10 loại, trong hành uẩn có 10 loại, trong thức uẩn cũng có 10 loại, cộng tất cả có 50 loại ấm ma. Tách ra từng phần thì còn có vô số vô lượng. Nếu người tu không cẩn thận sẽ dễ dàng đi vào cảnh giới ma. Nói chung, hễ có tà tri, tà kiến là thuộc về quyến thuộc của ma. Nếu là chánh tri, chánh kiến thì thuộc về quyến thuộc của Phật. Khi thực hành pháp thâm sâu Bát Nhã Ba La Mật Đa thì sẽ nhận ra được minh bạch cảnh giới ma, không còn bị ma lay chuyển. Tới lúc đó, ngoài khả năng soi thấu năm uẩn là không, mà ta còn vượt được hết mọi khổ ách. Năm uẩn là không, có nghĩa là chân không. Có câu nói: chân không vô nhân ngã, đại đạo vô hình tướng. Dịch là: chân không, không người không ta, đạo lớn, không hình không tướng. Hết mọi khổ ách, tức là nói cả khổ trong ba thứ tai, tám thứ nạn, tam tai bát nạn. Nếu như theo đúng pháp trong bốn câu kinh nói trên để tu tập, tu cho đến rốt ráo, thì hành giả đã đạt tới trình độ chế ngự được bát phong. Thế nào là bát phong? Đó là tám món gồm: khen, chê, khổ, vui, lợi, suy, phỉ báng,
và vinh dự. Những thứ này coi như tám ngọn gió, có thể làm lay chuyển và quay cuồng những ai không đủ định lực. Nay giảng sơ qua như sau: khen. Khen hay xưng tán, nếu có người xưng tán mình một câu, mình nhận được một cảm giác rất ngọt ngào, còn hơn là mật nữa, và thấy mình thoải mái. Chê. Chê là chê bai, như có người chê bai mình không thích, trong lòng không thoải mái, khổ. Đây là khổ não. Gặp chuyện gì phiền hà, mình cảm thấy khổ sở. Khi gặp phiền não, mình hãy thử xem ta chịu được không. Vui. Vui hay khoái lạc, gặp điều vui sướng, không nên lấy làm đắc ý. Mọi điều khoái lạc đến thì chúng ta hãy coi đó là một sự khảo nghiệm, để thử xem tâm ý của mình ra sao. Lợi. Đây là lợi ích. Được lợi ích, mình cảm thấy vui. Bị thiệt hại, mình cảm thấy buồn. Đó là sự biểu hiện của sự yếu kém định lực. Suy. Suy nghĩa là suy bại. Gặp bất cứ sự gian nan đến đâu, chúng ta không nao núng, có thất bại cũng không động tâm. Phỉ báng. Ví dụ có người nói xấu mình không quan ngại, mình coi chuyện đó như không có gì, tự nhiên sóng gió sẽ hết. Vinh dự. Như có người xưng tán mình, vinh danh mình cũng không nên dao động, chỉ nên coi các thứ công danh như phù vân. Tám loại gió này chính là một pháp môn dùng để khảo nghiệm tâm của người tu. Gặp thuận cảnh hay nghịch cảnh, tâm đều không động. Nếu động tức là tu trì chưa đúng, định lực yếu kém. Nếu không động thì người tu đã có công phu. Tuy nhiên không nên tự mãn, như đại khái tự khoe rằng: bát phong thì cũng chẳng lay động ta, định lực của ta kiên cố dí như kim cương. Thái độ này là sai rồi. Thổ xưa, vào đời nhà Tống, có vị cư sĩ là Tô Đông Pha đã từng nghiên cứu ít nhiều về Phật Pháp, nhưng công phu thiền định thì còn yếu kém. Tuy nhiên, ông cho rằng định lực của ông cũng đã khá. Có một hôm, nhân nguồn cảm hứng dạt dào, ông làm bốn câu kệ sau: khể thủ thiên trung thiên, hào quang chiếu đại thiên, bát phong suy bất động, đoan tòa tử kim liên. Tạm dịch: khấu đầu lại chư thiên, hào quang chiếu đại thiên, tám gió lai chẳng động, sen vàng ngồi ngay ngắn. Lúc đó ông tự nghĩ rằng mình đã khai ngộ, nên muốn có sự ấn chứng của thiền sư Phật Ấn, ông sai người qua sông mang bài kệ tới chùa Kim Sơn. Thiền sư xem qua liền đề bốn chữ: đánh giấm, đánh giấm. Ngay trên tờ giấy có bài kệ, rồi đưa cho thị giả mang về. Tô Đông Pha xem xong, lửa vô minh bốc cao lên ngùn ngục. Ông giận dữ: sao lại có chuyện này? Đây là bài khai ngộ, bảo là đánh giấm, nghĩa là gì? Nói rồi, ông đi qua sông kiếm thiền sư Phật Ấn để chất vấn. Chẳng dè khi đến cổng chùa, thiền sư Phật Ấn đã đứng chờ sẵn. Thấy ông đi tới thì cười lớn: ồ, xin chào mừng đại học sĩ họ Tô. Bác phong không lay chuyển, nhưng lại bị cái giấm đẩy qua sông tới đây. Xin chào mừng. Hai ông chính là bạn thân, thường vui đùa với nhau. Tô Đông Pha đương lúc cơn giận tràn hông, sắp sửa bùng ra, nghe thiền sư nói mấy câu, xét lại thấy có lý, bèn nhìn nhận công phu mình còn non nớt, nên hướng tới thiền sư lễ tạ. Kể từ đó ông bỏ thói khẩu đầu thiền. Thiền là thực hành, chẳng phải nói suông, chỉ nói mà không làm được, điều đó vô nghĩa. Người tu hành không được nói dối. Tại thiền đường, chúng ta phải tuân theo quy củ của thiền đường, không thể lập dị để hành động theo ý riêng của mình. Phải nhớ rằng thiền đường là nơi đào tạo thánh nhân, nên không thể phá hoại đạo tràng, làm mất cơ hội khai ngộ của người khác. Về điểm này, những người tham dự thiền thức phải đặc biệt chú ý, phải giữ giới luật một cách nghiêm cẩn, chớ không thể coi nhẹ. Dự thiền thức cũng là một cơ duyên khó gặp, ngàn vạn lần không thể bỏ phí. Nay chúng ta đến đây tham thiền cùng với nhau, đó là do những căn lành từ các kiếp trước tạo nên, mới dẫn đến cơ duyên của ngày hôm nay. Người dụng công tu đạo, gặp được cơ may này phải nắm vững thời cơ khai ngộ, không để lãng phí thời gian, dù một giây một phút.
chẳng nên do nhất thời vui thú mà tìm cách an thân trong sự lười biếng. Bởi như vậy sẽ uổng mất cơ hội được khai ngộ và còn có thể bị đọa vào ba đường ác. Lúc ấy có hối cũng không kịp. Vì lẽ đó tôi có hai câu như sau: Mạc đại khổ thời phương học đạo, tam đồ đô thị lãng nọa nhân. Hai câu này có nghĩa là đừng chờ tới khi gặp cảnh khổ mới tìm đường học đạo. Chúng sanh trong ba ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh đều là kẻ lười biếng. Như vậy, thiền giả phải dụng công từng giờ, từng khắc, lúc nào cũng tinh tấn. Thoại đầu phải luôn luôn ở trong tâm, đi cũng tham, ngồi cũng tham, tham tới tham lui, tham cho thực thấu đáo, thì bổn lai diện mục sẽ hiện bày. Tại sao? Bởi thoại đầu có thể phá vọng tưởng, phải tham cho tới trạng thái ở trên thì không biết có trời, dưới không biết có đất, giữa không biết có người. Như vậy thì còn lúc nào có vọng tưởng nữa? Phải nên hiểu rằng vọng tưởng chính là vọng ngữ. Tức là chúng ta không giữ năm giới căn bản. Vì tranh đua nên ta nói dối, vì tham nên nói dối, vì cầu nên nói dối, vì ích kỷ nên nói dối, vì tự lợi nên nói dối. Nói dối để lừa bịp người, làm việc lỗi lầm mà không tự nhận, còn tìm lời biện bác cho mình. Nếu có tư tưởng và hành vi như vậy, làm sao có thể tu đạo được? Tại sao chúng ta dụng công mà không thấy tiến bộ? Chính vì chúng ta đã dối trá quá nhiều. Một câu dối trá phát sanh ra cả trăm thứ vọng tưởng. Khi ấy, ngồi nhưng ngồi không yên chỗ, đứng mà đứng không ổn, đó là bệnh trạo cử. Không biết cư xử ra sao, tuyến hay thoái, cái nào là đúng, cái nào là sai, không sao tìm thấy an ổn. Cái đó hoàn toàn nghịch với pháp. Người tu hành chân chánh ở đâu cũng theo đúng quy củ, lúc nào cũng tinh tấn, tuyệt đối không nói lời dối trá, không phải bạ thứ gì theo thứ đó. Mong rằng chúng ta không bắt chước những kẻ dối trá, cũng không theo gót những ai không tuân thủ phép tắc. Bởi theo họ không những chẳng có lợi ích gì mà còn có hại nữa. Điều này chúng ta nên cẩn thận, nên chú ý, kẻo có thể bị truyền nhiễm rồi mang họa lớn. Người tu hành chân chánh không sợ khổ, không ngại khó, từng giờ từng phút nghiêm cẩn tu hành, không để cho ngoại cảnh lay chuyển. Hãy tham, 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 tham cho đến nước cạn đá hiền, thấy rõ bản mặt gốc gác. Người tu hành phải chịu khổ. Có câu nói rằng, chịu khổ thì hết khổ, hưởng phước thì tiêu phước. Chúng ta tu đạo phải tu khổ hạnh, là vì lẽ gì? Mỗi ngày chúng ta chỉ ăn một bữa, vì chúng ta muốn hết khổ. Khổ mà hết thì sẽ có vui. Nói về phước thì có loại nên hưởng và có loại không nên hưởng. Phước nên hưởng là phước do tay ta tạo tác ra, như có nhà đẹp, mặc quần áo đẹp, ăn thứ ngon, đi xe hơi tốt. Tuy nhiên, chúng ta cũng nên nhớ rằng sau khi hưởng thọ hết những thứ đó thì phước cũng tiêu luôn. Và trong chương mục của ngân hàng phước báo thì ngạch số tồn khoản cũng không còn. Loại phước không nên hưởng là loại không do chính ta tạo dựng. Chúng đến với ta do mánh lới, như tiền của trộm cắp của người khác chẳng hạn. Chúng ta tiêu xài thứ đó một cách trái phép, tất sẽ bị pháp luật trừng trị. Vậy là ta đã thiếu nợ vì rút tiền quá lạm tại chương mục của ngân hàng phước báo. Thọ hưởng phước thì khi hưởng hết, phước sẽ không còn. Huống chi lại cố tình hưởng những loại phước không nên hưởng. Như vậy, không những tiêu mất phước mà lại còn bị vỡ nợ. Vì lẽ đó mà phước chẳng thể hưởng hết. Hưởng hết thì hết phước. Khổ có thể chịu hết, chịu hết thì hết khổ. Làm người phải ghi nhớ điều này. Gặp hoàn cảnh gian nan khốn khổ, ta vui lòng tiếp nhận nghịch cảnh. Vậy là không có sự oán hận, ta không mang tâm bất mãn. Đối với người đã từng nghiên cứu Phật Pháp, tư tưởng và hành động của họ khác với người thế tục. Một đàn thì thuận theo dòng sanh tử và tạo nghiệp, còn người tu hành thì đi ngược dòng sanh tử và làm tiêu nghiệp. Trong mọi cảnh ngộ, những người này vẫn giữ tâm an nhiên,
nên không cảm thấy khổ. Có câu nói, có nếm được cái khổ cùng cực mới thành bậc thượng nhân, thật là một câu chí lý. Nay tôi kể một công án để quý vị tham khảo. Vị vua cuối cùng đời nhà Minh là vua Sùng Trinh. Là một vị quân vương, ông có đủ trí huệ, nhưng phước báo dành cho ngôi vị này lại không có. Bởi cớ gì? Bởi lý do gặp khổ nạn mà không lãnh thọ cho đến khi hết khổ. Nguyên kiếp trước ông là một sa di, nhưng lại chết trước khi thọ giới cù túc. Thành thử thân phận ông vẫn là tiểu sa di. Trong thời gian làm sa di, ông phải nhận hết những công việc nặng nhọc như gánh nước, bổ củi. Ông ráng chịu đựng, nén sự oán giận và ngày ngày khổ công trong công tác hộ trì đạo tràng. Một hôm, ông leo lên nóc nhà để sửa mái, nhưng chẳng may trật chân, rớt xuống đất chết. Các bạn tu vội báo cho phương trường hay. Hòa thượng diện chủ vốn biết rõ nghiệp quả của vị tiểu sa di này, muốn tìm cách giúp cho đệ tử lãnh thọ cho hết khổ nạn, nên nói trước các chúng tuyên bố rằng tiểu sa di này làm việc thiếu cẩn thận, sẩy chân ngã chết, làm thiệt hại cho đạo tràng. Y đã phạm vào tội xâm tổn thường trụ, đáng bị trừng phạt. Các ngươi hãy buộc thi thể của nó vào đoàn ngựa, bắt ngựa kéo đi cho đến khi tan xác, khỏi cần phải dùng quan tài mai táng nữa. Các bạn tu nghe phương trưởng nói xong, thấy không đang tâm, nghĩ tới tình bạn tu mà động lòng trắc ẩn. Họ không nghe lệnh của phương trưởng, rồi bàn bạc với nhau: chúng ta là sư huynh sư đệ, cùng tu chung một đạo tràng, lý nào để cho y bị ngựa kéo thay như vậy? Chúng ta phải chung cức mới phải. Bàn xong, tất cả chung tiền mua quan tài rồi đem chôn xác trong núi. Bởi đã khổ công làm việc chùa, tiểu sa di đã từng tích lũy công đức, nên kiếp sau được làm vua, tức vua Sùng Trinh. Có điều ông chỉ tại vì trong thời gian 16 năm, lại gặp lúc thiên hạ đại loạn. Trong nước thì Lý Tự Thành làm phản, bên ngoài thì nhà Thanh mang quân xâm lấn. Trong bao năm ông chưa từng được hưởng một ngày an ổn, liên miên bị bức bách ưu phiền. Chính vì lòng tốt của các vị sư huynh sư đệ của ông đã làm hại ông, không để cho ông thọ lãnh cho hết khổ nạn. Nếu như các bạn đó sớm nghe lời phương trường, dùng ngựa kéo thay, thì nạn khổ của ông đã hết, và ngày sau đâu còn xảy ra cảnh Sùng Trinh tự ải ở Môi Sơn vì nước mà tử vong. Thank you.
Phật. Nam mô A Di Đà 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 Phật.